Mới mở chìa khóa, đi lấy chìa khóa ra mở. Mở cửa ra, quay tiết trời rồi nha bà con. Anh chị em nào bây giờ có xe buýt, lát đi xe buýt. Lát phải đi làm bằng xe buýt. Anh chị em coi, kinh hồn không? Đẹp không? Nước Anh tự nhiên hôm mùa này có cái bão tuyết tới nè. Tháng 2 rồi, tháng 3 rồi. Giờ dùng tuyết rơi nè. Rơi mà rơi đầy ra nhiều luôn nha. Rơi mà nhìn đã luôn. Con mà đi làm mà cũng có người chạy xe đi làm rồi đó. Mình không biết mình chạy nổi hôm nay nữa. Trời ơi, gia đình coi, tôi đi làm dưới nắng tuyết lạnh như thế này sao mà chịu nổi. Cũng có người chạy xe cũng còn được, nhưng mà chắc là trơn nó cha nó đèn đường nó cũng tắt luôn rồi nè. 6 giờ mấy rồi, đèn đường tắt rồi. Đẹp mà đẹp mà lạnh lắm nè, gió nữa.